Những đối tượng này đều liên quan trong đường dây đánh bạc qua mạng và hiện đang bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Đặc biệt, đường dây này hoạt động dưới nhiều hình thức: thầu số đề, đá gà, cá độ bóng đá và cho vay nặng lãi. Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh, Công an thị xã Hòa Thành, Công an huyện Dương Minh Châu bắt quả tang cùng lúc nhiều tụ điểm đánh bạc và mời 21 người có liên quan về trụ sở làm việc. Lực lượng công an thu giữ trên 500 triệu đồng, 20 điện thoại di động, 6 xe mô tô, 1 xe ô tô cùng nhiều đồ vật liên quan khác. Đường dây đánh bạc này bắt đầu hoạt động từ năm 2018 do Phan Thị Danh móc nối với Vương Ngọc Bích, Trần Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Lan, Phạm Thị Đa, Trương Thị Ngọc Mai và một số đối tượng khác thực hiện. Thủ đoạn hoạt động có sự phân công vai trò của từng đối tượng trong nhóm rất chặt chẽ và sử dụng mạng xã hội để thực hiện các hoạt động thầu đề, đá gà, cá độ bóng với giao dịch trung bình từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng mỗi ngày. Riêng phần cho vay, các đối tượng chủ yếu là cho những người tham gia đánh bạc, những người có tiền án tiền sự vay với số tiền dao động từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ đồng với lãi suất từ 20% đến 60% một tháng. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra và tiếp tục bắt những đối tượng liên quan khác.